Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người tiếp tục mẫu laptop Dell Latitude 7490. 7490 thì bên mình là đợt này về lại nha mọi người, mà về chỉ có được một hai con thôi. Đây là cái bản đặc biệt, là như mình từng view cho mọi người xem là phiếu quốc tế. Phiếu quốc tế trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà phiếu quốc tế mà từ Nhật về rất là ít luôn mọi người, rất là ít luôn, trên thị trường rất là ít. Và mình thì mình thấy là về như vậy, đặt những cái hàng như thế này thỉnh thoảng nó mới có, mọi người muốn nhập nhiều cũng không có nữa. Đây ha, nhìn mọi người có hai cái máy ở cạnh nhau, thì khi mà mọi người sử dụng phím, mọi người cầm cái máy mọi người sử dụng, mọi người mới biết được cái sự khác nhau như thế nào, mặc dù là chính hãng đó. Tại vì sản xuất theo tiêu chuẩn của từng nước mà. Đây ha, màn hình là Full HD IPS, màn hình là chống chói, màn hình Full HD đẹp không lỗi làm gì nha. Phím quốc tế là mọi người zin từ Nhật về. Đó. Những khách mà từng sử dụng 7490 của nhà mình đó, mọi người từng mua cách đây 1 2 tháng thì ai cũng đều khen hết trơn á. Nên là mọi người xem kênh ha. 7490 nè, i7-8650 và zin RAM đó là 32GB luôn nha mọi người. Mọi khi mình cũng view như vậy, cái con máy này cái cấu hình nó như vậy á. Bản phiên quốc tế bên Nhật về là lúc nào cấu hình nó cũng là RAM 32GB hết, không hề hạ RAM đâu mọi người. Sao lại như vậy thì mình nghĩ là mọi người về mọi người sử dụng cũng sau này mọi người đỡ phải nâng cấp cũng rất là ok luôn. RAM khỏe thì càng khỏe thôi. SSD 512, màn đẹp không lỗi lầm ha. Độ phân giải màn hình Full HD này 1920x1080, máy không lỗi lầm, màn đẹp, nói chung ở trong này là không phải chê cái gì luôn á. Đây ha, góc cạnh này là đẹp nè, mình quay cho mọi người. Cái bàn rê chuột là nó đẹp nha mọi người, không phải bị bóng đâu, do bàn rê chuột nó mướt á, nhìn bóng đèn xuống á, nó bóng vậy thôi. Bàn rê chuột đẹp, góc cạnh đẹp, ở trong này là không chê nha. Ở ngoài thì đây mọi người nhìn là khá là sạch sẽ và khá là đẹp. Đây ha, mọi người nhìn nè, cái nẹp nhôm này nó không tì vết luôn. Đây, góc cạnh nhìn chỗ này thì có hơi mòn nha mọi người, cái này là mòn là cái do cái vấn đề là vận chuyển về đó. Từ từ mình sẽ quay hết cái này rồi mình sẽ chỉ những cái chỗ xấu ra cho mọi người xem. Đây, cái này là nhìn như vậy là quá là đẹp luôn. Góc cạnh nè, nó sạc, nó Type-C, HDMI, USB. Cái nẹp nhôm này nó còn như mới vậy đó. Bên này là ngõ mạng LAN, USB ha, thẻ nhớ rồi tai nghe. Đúng cái con máy này là do như thế này mọi người, nó không phải là do người ta sử dụng nó cũ nó mòn, mà bởi vì là vận chuyển về nó bị mòn, nó trầy á mọi người. Đây nhìn từ trên xuống không sao nha. Đây nè mọi người nè, có trầy một chút xíu nè. Đây trầy một đường. Trầy cái này là trầy cái lớp nhung thôi, cái lớp nhung thôi phủ bên ngoài, là đây là vỏ nhôm nè mọi người. Đó, như thế này thì nếu mà mình có mực đen hay một cái gì đó mình tô sơ là cũng không vấn đề gì mọi người. Thật sự nhìn từ trên xuống là khó thấy lắm. Nhìn đây mới thấy thôi nè, đó. Và do vận chuyển nó lệch đó mọi người, nó lệch. Ví dụ như là cái laptop to đây đúng không, xong rồi cái laptop nhỏ thì nó lại lệch đi, nó đụng vào nó trầy thôi, chứ không phải là người ta xài ẩu mà nó bị trầy, nên là không vấn đề gì hết. Đó là mình cái đó là mình nói cái laptop này tiếc như vậy đó, tại vì nó đẹp hoàn hảo, nó cái chỗ đó thôi, nhìn nó rất là uổng, chỉ vậy thôi. Và mình báo giá mọi người ha, bản 7490, bản này là phím quốc tế, lát phím RAM 32GB, giá của máy này chỉ có 8,3 triệu thôi nha mọi người, 8,3 triệu cho bản phím quốc tế nè, RAM 32. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện, luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm. Có chày có xấu đó mình có quay rõ, ví dụ như vậy, là chứ không có chuyện là mình đi sơn sửa hay này kia, không có đâu mọi người. Cho nên là mọi người yên tâm về chất lượng, có sao sẽ bán như vậy, không che giấu cái điều gì hết. Dù nó xấu thì mình sẽ nói xấu, nó bể mình sẽ nói bể. Sẽ có những cái người mà họ mua xấu bể ít tiền cũng được, sẽ có những thợ người ta có đồ để người ta thay. Chứ còn mà kêu mà mình làm thật sự mọi người có thêm tiền vô, mình cũng không có thời gian, hoặc là mình cũng không có biết làm nữa thiệt luôn. Cho nên là mình nhập về sau là mình sẽ bán như vậy. Nên mọi người yên tâm. Cái gì chứ mà mọi người hỏi cái hàng chất lượng của nhà mình là cam đoan 100%, không hề sửa, không hề thay vỏ, thay đồ, không có chuyện đó đâu. Nên mọi người yên tâm nha. Cảm ơn mọi người nhiều.